Đấy, các em nhìn thấy đạo cụ đấy không? Rất là nhiều thứ, rất là phức tạp. Trò chơi này có tên là chọn đúng thứ tự. Thành viên thứ nhất và thành viên thứ hai sẽ bị bịt mắt và ngồi áp lưng lại với nhau. Nhớ xác định đâu ở lưng nhá. Và trong vòng 20 giây sẽ phải xoay đủ 10 vòng và sau đó đi lấy chai ở đằng kia. Lúc này đội đối phương sẽ phải đề ra 5 con số bất kỳ. Là mình bịt mắt mình quay xong mình mở ra mình lấy. Đúng. Mình phải lấy cái chai theo số. Thành viên thứ 3 sẽ lập tức thế chỗ thành viên thứ 2, bịt mắt và xoay tiếp tục 10 vòng. Sau khi xoay đủ 10 vòng, thành viên thứ nhất sẽ tháo bịt mắt ra và lấy bóng bàn đặt lên 5 miệng chai để kết thúc. Chiến thắng sẽ dành cho đội hoàn thành xong sớm nhất. Rồi, mọi người hiểu luật chưa? Dạ rồi. Tôi sẽ là cây, thấy chưa? Ok. Rồi. Đố số nha. Trò chơi bắt đầu. 2 3 Cố lên. 4 5 6 7 8 9 10 Như con ngỗng. Số Nào, nhanh lên nào. 3 6 8 19368 Không sao em ơi, thời gian vẫn còn nhiều. À, quên. Đứng xem. Sao mất thời gian thôi. Đứng xem. Ok, chạy, rinh. Ôi, chị không chống mặt luôn hả? No, hết rồi. Yeah. Lần sau lần nào dừng. Kết thúc. 1 phút 7 giây. Yeah. Ui. Rồi, winner mời em về chỗ nếu em mà tỉnh táo. Chóng mặt lắm, khó chịu cực. Tỉnh chưa? Em tỉnh rồi. Ok. Mượn rượu tỏ tình mà. Rồi. Tỏ ai vậy? Được rồi thì là 1 phút 7 giây. Mong là đội vàng sẽ phá được kỷ lục. Rồi, chơi chưa? Bắt đầu. 2 3 4 5 6 Tiếp tiếp tiếp. Cố lên. Xong. Rồi, xuống đi. Ôi nhìn mình đéo ơi. 6 1 7 3 4 Rồi. Lên. Chị Hải Ly có vẻ chịu chống mặt sang kiếm. 5 8 7 8 9 10 Nào, ai ra nào? Đi nào đúng không? Kẹt coi. Sao bị gì vậy? Kẹt stop. Cười mà như đang khóc nữa. Đang. Bây giờ. Ôi. 1 phút 41 giây. Ôi. Xin mời các bạn về chỗ. Ê, như kiểu chơi mấy cái trò mà tàu lượn siêu tốc với xoay nhức đầu lắm. Trời ơi, em chưa hỏi là mà. Sao đó, xin hỏi cảm nghĩ của Gina em. Dạ. Em thấy sao? Em không gặp được. Do cái tính thú vị của trò chơi này nó khá là cao. Cao không? Nên là... Cao không? Vui mà, nên là tiếp thêm. Có một trò chơi nho nhỏ. Đó, và đối kháng giữa khách mời và MC. Yeah! Rồi luôn. Đó, chơi. Chơi. Tôi nhịn bà nãy giờ rồi. Bây giờ thì chơi nói gì đâu mà chơi. Bây giờ chị phổ biến luật đi, em chơi với chị nào. Ok, thế thì bây giờ nhá. Chị và em sẽ cùng bị mắt quay 20 vòng, xong sau đấy là 20 vòng á? 20 vòng. 10 vòng hay 20 vòng chị? 20 vòng. 20 vòng. Ok. Từ nãy là có chơi gì đâu em. Ok. Em mấy tuần em có chơi gì không? Đó. Quay 20 vòng xong sau đấy là thi xem ai mà đứng được một chân giữ lâu hơn thì người đấy thắng. Ok. Cứ thi nhảy là thôi vỡ mồm rồi. Thôi luôn. Vỡ mồm nhảy thì làm sao mà chị ăn được. Đứng thế này là mới khó hơn. Ừ, đứng. Đó, chơi luôn chị.
Cô chơi lên. Chơi. Ai đó nói với cô. Are you ready? 3, 2, 1, bắt đầu. Nó chơi lên đi ốc. Ôi mẹ ơi. Bỏ chân lên đi ốc. Chân lên mới nhanh được. Mình ơi, anh xin lỗi mình ơi. Anh không bao giờ chiều em ở đâu mình ơi. Anh chị ốc. Cầm dâm đi ốc thay vào vòng này. Tết vậy đi anh ơi. Hai đứa làm MC Thế Anh luôn nha. Round 2. Yeah. Round 2. Fail. Thấy chưa, chị đã trả thù cho tất cả bọn em. Em đã xin lỗi. Mọi người ơi, sau một hồi fail cách nhục nhã đầy đau đớn mình thì tôi sẽ lên cầu nguyện làm MC. Mời anh về. Đây đây, cho nhường ghế tựa. Phải ngồi ghế không tựa là mới đúng. Đến với sàn đấu tài năng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng nhạc trưởng tài năng. Yeah. Chúng ta sẽ có hai đội, đội nhạc trưởng và đội hợp ca. Đội nhạc trưởng sẽ có một giám sát, một nhạc trưởng và một vũ công trưởng. Nhạc trưởng điều chỉnh tốc độ hát bằng cách vỗ tay. Vũ công trưởng tạo động tác nhảy cho cả nhóm nhảy theo. Giám sát sẽ bắt lỗi. MC, DJ với thư ký sẽ là người quyết định thắng thua. Bây giờ mỗi đội cử đại diện lên để Tù Xì sẽ mang thi trước nha. Tù Xì đi. Fight. 1, 2, 3. Thế là rồi, thắng thi trước đúng không? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị là người nói thắng thi trước. Bắn đầu cũng thế mà. Tại sao vậy chị? Mình làm mẫu cho các bạn xem. Ơi, em bắt giờ nha. Chị sẽ là nhạc trưởng. Còn đây sẽ là dancer. Wow. Yeah. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và vòng đấu của đội vàng xin phép được bắt đầu. He took me back to his Havana. All of my heart is in Havana. That's something out of Havana. Cảm ơn nha. Không giống lắm nha. He got me feeling like ooh, 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 ooh. Nhưng mà cái này em phải trách đồng bọn của em. Anh nhảy hơi khó quá anh. Trời ơi, anh nhảy mà bên kia. Vừa hát gì đây là em. Chị vừa hát thì vừa nhảy. Anh ơi. Thật sự luôn ý. Mà bù lại phần nhịp rất là ổn định. Đúng rồi. Chị không có làm khó bên đây về phần nhịp nha. Hai chị em mình về chung đội đi. Mình để ổng nghe chị. Bây giờ là tới team bên đây. Dạ. Bài tụi em hát cái tên là bài Có Em Chờ. Yo. Và bên đây thì Hailey sẽ làm nhạc trưởng, chị sẽ làm giám sát. Ok. Để xin sẵn sàng chưa? Yeah. Bắt đầu. 5, 6, 7, 8. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, em đã biết tính mình đang rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau, em đã biết không thể yêu con nữa. Cách anh cười con môi, cách anh lặng lẽ ngồi nhìn bóng tôi lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi con người.
Người kia nếu có khó khăn quá về nhà anh nhé. Có em chờ, có mây mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm. Xuân hạ thu đông đều có em chờ. Ôi, bên đây đánh nhịp khó nha. Nhưng mà nhảy ở đây đúng không? Rất dễ. Nhưng ơi em biết cái khó này là gì rồi, tại vì á người nhảy á là sẽ không có nghe nhịp đâu, người nhảy cứ nhảy thôi, mà nhảy một cái mà nhịp một cái nữa là thôi không biết hát theo nào, nhảy theo nào. Giống như hồi nãy tụi chị cũng vậy đó em, mình cứ nhảy vậy mình cứ nhịp. Hai đội đã hoàn thành xong phần thi và bây giờ đến phần của chúng ta là phần nhận xét. Đây chị Hana, mời chị. Chị thấy á, chị thấy về cái phần nhịp á là hồi nãy chị thấy bên này đánh á thì bên này hát chỉ có một nhịp, chỉ có chứ mà nó không có rõ ràng, lúc giờ chậm lúc nào nhanh, mà nó chỉ Havana này nè, mà nó chỉ có một cái tempo thôi, rồi xong nếu như mà nó có khác đi thì nó cũng khác không có rõ, mọi người không có theo cái nhịp của chị đánh đó. Còn nhảy thì do bên này nhảy khó quá nên em cũng không có để ý phần nhảy lắm. Rồi còn bên này thì em thấy phần tempo rõ ràng theo kịp cái tempo chị đánh, mà kiểu có nói chung là khá, bỏ qua một số lỗi nhỏ. Rồi vũ đạo thì cũng ok, em bước bên kia. Yeah! Anh trợ lý, anh có muốn nói gì không anh trợ lý? Anh trợ lý của em. Và anh thấy là team bên này nói chung bắt cũng khá giống, nhưng mà mòn lười hát. Chuyện muôn thuở. Biết sao người ta đợi đến phút rap mà giờ chưa tới phút rap người ta đứng luôn. Không được, rapper không phải hát được. Yeah. Anh bước cho bên này. Yeah. Yeah. Bên này nghe phần vocal rất là đã, tại vì nó có thêm bè nữa. Nhưng mà dù sao vẫn phần vote cho bên này luôn. Nó gọi là vừa đấm vừa xoa em. Tỷ số 1. Em làm hay anh làm? Anh làm MC mà anh hỏi đi. Anh lại làm MC rồi à? Chết rồi gì nè. Rồi. Chị, hôm nay em cảm thấy chị là thật sự một trong những người mà chơi sung nhất, có khi sung hơn của em. Thật sự là ngày hôm nay là lần đầu tiên Linh Chi được đến với cả chương trình Đông Tây Nam Bắc, và cũng là lần đầu tiên được gặp mặt nhóm B336. Mình cảm thấy là rất là vui và mong rằng là sẽ có lần thứ hai quay trở lại đây để tiếp tục cùng tham gia những trò chơi như thế này nữa. Mình nghĩ là sau hôm nay mình không phải đi tập thể dục nữa đâu. Vui không chị, nhìn em vui không? Xin lỗi MC nhá. Yeah, rồi. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube của VN36 trong chương trình Đông Tây Nam Bắc. Yeah, yeah.